Các bạn, hôm nay Mẫn và công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ về bang Mississippi tại Hoa Kỳ. Mississippi là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Tên của tiểu bang lấy từ sông Mississippi chảy dọc theo biên giới phía Tây. Cái tên đó có nguồn gốc hoặc từ tiếng Ojibwe, một loại tiếng của người bản địa Bắc Mỹ, được nói ở thượng nguồn dòng sông, hoặc là trong tiếng Algonquian với nghĩa là sông lớn. Một số tên hiệu khác được gắn cho Mississippi là Margolia State. Địa lý: Mississippi nằm ở phía bắc với Tennessee, phía đông giáp Alabama, về phía nam giáp Lucia và vịnh Mexico, về phía tây giáp Louisiana và Alaska. Bên kia sông Mississippi, các con sông lớn bao gồm sông Mississippi, sông Big Black, sông Pia và sông Yazoo. Các hồ lớn bao gồm Barnes, hồ Acabula, hồ Sandis và hồ Grenada. Điểm cao nhất tại Mississippi, một phần là chân diện núi Cumberland và núi Waldo, không hẳn là núi Waldo Martin, chỉ cao 806 feet, tương đương với 246 mét, trên mực nước biển. Điểm thấp nhất là dọc theo bờ vịnh Mexico, cao đúng mực nước biển. Độ cao trung bình là 300 feet, tương đương với 91 mét trên mực nước biển. Đấy là những thông tin cơ bản về tiểu bang Mississippi tại Hoa Kỳ. Nếu như bạn có thắc mắc thêm về vấn đề du học Mỹ, bạn hãy liên hệ tiếp tới công ty qua địa chỉ là 118 Xuân 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi điện qua số điện thoại là 3848 879, truy cập trực tiếp vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tdv.com.